Em thì ước nguyện của em là em rất mong muốn và khao khát để tìm lại được chị, để chị em đoàn tụ. Tại vì trước trước lúc em bố em mất, trước lúc bố em mất thì bố em nhắc đến chị rất là nhiều. Và bố em, chắc là trong thâm tâm của bố em cũng cũng nghĩ và nhớ đến chị nhiều. Rồi chắc là bố em cũng hối hận một cái gì đấy, cho nên là cái lúc bố em sắp mất thì bố em nhắc đến chị rất là nhiều luôn, mặc dù là bố em chưa được gặp mặt chị trên đời này mà cũng chưa nhìn thấy chị ra đời. Thế nhưng mà chắc là trong thâm tâm bố em lúc ấy bố em nghĩ lại những cái chuyện ngày xưa là bố em rất nhớ chị và thương chị. Bây giờ anh xin tóm tắt lại cái việc mà em vừa trình bày ha. Là thứ nhất là bố em quê ở Phú Thọ và trước đây có đi bộ đội ở trong Ban Mê Thuột và sau đó là có lên Gia Lai. Và bố em có một người con riêng ở trong cái thời điểm mà bố em đi bộ đội. Nhưng mà bố em qua đời đột ngột, vì vậy cho nên là em không có ghi nhận được là tên của người chị đó là con của bố là tên gì, không ghi nhận được tên của con bố là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là không ghi nhận được tên của người mẹ. Vậy thì bây giờ chỉ dựa trên tên của ba em, bố em, để nếu ví dụ như là cái người trong cuộc có nghe được thì lên tiếng, đúng không em? Mấy cả em cũng ngày xưa chị cũng có đăng tìm bố em một lần rồi, thì em bây giờ em cũng muốn đăng lại cái thông tin mà ngày xưa chị đăng lên tìm bố em, nếu như mà chị hoặc gia đình chị mà có xem được cái chương trình này thì chị sẽ biết ạ, chị sẽ biết. Nhưng tại vì bây giờ thì Phú Thọ mới chuyển sang Phú Thọ, còn ngày xưa là Vĩnh Phú ạ. Lúc chị đăng lên tìm bố em là chị đăng là bố là Nguyễn Duy Long, bố ở xã Hiền Lương, huyện Sông Thao, Thao, tỉnh Vĩnh Phú. Thì ngày xưa là chị đăng tìm bố em như vậy, thì cách đây hơn 20 năm rồi. Thì gia đình em thì cũng biết qua, người ta kể lại là như vậy. Thì bây giờ em chỉ biết là như thế thôi. Còn thì Rồi có nghĩa là gia đình em có nghe người ta kể lại rằng là người chị đó, người con riêng của bố đã đăng tin để kiếm bố em. vâng ạ. Rồi em có thể đọc lại cụ thể tên của bố em và năm sinh khoảng là như thế nào em ha, và khoảng những cái ngày mà ở bố mới thuộc từ năm nào cho đến năm nào đó. Vâng, bố em tên là Nguyễn Duy Long, bố em sinh năm 1956. Bố em ở xã Hiền Lương, huyện Sông Thao, tỉnh Phú Thọ của ngày xưa à, tỉnh tỉnh Vĩnh Phú ngày xưa, bây giờ chuyển là xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa và tỉnh Phú Thọ. Bố em đi bộ đội từ năm 74, thì tháng tháng 10 năm 74 thì bố em đi vào Buôn Mê Thuột. Bố em đi vào Buôn Mê Thuột thì bây giờ các bác cho em địa chỉ là bố em ngày xưa là ở Kim Châu, Kim Phát, đại đội 2, tiểu đoàn 1, trung đoàn 9, sư đoàn 968, Buôn Mê Thuột ạ. Vậy Vâng thì thì bây giờ chỉ dựa trên thứ nhất là tên của bố em, thứ hai nữa là hy vọng những người cùng đơn vị với bố em và có biết được câu chuyện này thì cũng hỗ trợ giùm, đại khái như vậy em ha. Và em nghe bố em kể chuyện lại là cái năm mà bố em ở trong đại đội đấy là bố em quen cái bác gái đấy, thì em cũng không nhớ rõ là quen bác từ năm nào, nhưng năm đấy bố em khoảng tầm từ 20 đến 22 tuổi. Lúc đấy bố em vẫn chưa có gia đình. Thì bố em kể chuyện lại thì em cũng chỉ nhớ mang máng là bố em bảo chị sinh vào năm khoảng năm 78, tại vì lúc lúc bố em phải phải chuyển sang 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 tiểu đoàn khác thì là lúc đấy bác mang thai khoảng từ tầm khoảng 7 8 tháng. Thì là bố em phải chuyển đơn vị, thì bố em lúc đấy là bố em chuyển đơn vị thì em cũng không biết là chị ở Buôn Mê Thuột hay chị ở Pleiku. Thì bây giờ các bác cho em địa chỉ cả ở Buôn Mê Thuột và cả ở Pleiku, cũng cũng cho là thì lúc bố em ở Buôn Mê Thuột xong thì bố em chuyển sang đội bảo quản kho vũ khí thuộc 870 trại Yến 2 của Mỹ Ngụy ngày xưa ạ. Vâng, tổng kho là 765 thị xã Pleiku, cách trung tâm thị xã 8 cây, ở khu dân cư Hoa Lư, ngã ba
ngã tư Biển Hồ đi vào ạ. Đấy là để em bây giờ thì là đấy là sau là bố em chuyển sang đấy thì lúc bố em chuyển nữa thì em không biết thì là trong trong hai cái khu bố em ở này Buôn Mê Thuột và Pleiku thì trong vòng từ năm 74 tháng 10 năm 74 cho đến năm 79 là bố em ra quân thì em cũng không rõ là bây giờ chị ở hai chỗ này thì là chị ở chỗ nào. À, nhưng mà em thì ước nguyện của em là em rất mong muốn và khao khát để tìm lại được chị để chị em đoàn tụ. Tại vì trước trước lúc em bố em mất, trước lúc bố em mất thì bố em nhắc đến chị rất là nhiều. Và bố em, chắc là trong thâm tâm của bố em cũng cũng nghĩ và nhớ đến chị nhiều. Rồi chắc là bố em cũng hối hận một cái gì đấy cho nên là cái lúc bố em sắp mất thì bố em nhắc đến chị rất là nhiều luôn, mặc dù là bố em chưa được gặp mặt chị trên đời này mà cũng chưa nhìn thấy chị ra đời. Thế nhưng mà chắc là trong thâm tâm bố em lúc ấy bố em nghĩ lại những cái chuyện ngày xưa là bố em rất nhớ chị và thương chị. Rất Cho là nên đáng là bố tiếc ha, rất là đáng em tiếc là em không có ghi được lại cái họ tên của cái người mẹ đó ha, của người người vâng, bố em có nhắc nhưng mà em quên mất ạ. Thì nghe thấy bố em kể chuyện lại là ngày xưa lúc bố em đi chiến đấu ở trong đấy là gần như là toàn ở nhà của dân đấy, thì là bố em cũng ở nhà bác gái này, ở nhà bác gái này mà bố em nói lại là nhà bác gái này rất là nhiều đồn điền, không biết là bố em nói lại là đồn điền cà phê hoặc là cao su gì đấy rồi tiêu, bố em ở nhà bác rất là nhiều. Thì bây giờ thì những cái thông tin còn sót lại em nhớ lại là nó chỉ còn rất ít như vậy. Và bây giờ em cũng mong muốn rằng là nhờ chương trình làm sao mà có kết nối được giúp đỡ em này, em muốn ok. chị em được đoàn tụ và Thật chị ra thì có biết được. câu chuyện của em á, câu chuyện của em thì thật sự là nó khó em ạ. Bởi vì á là cái người có tên mình kiếm nó đã khó rồi, chưa nói đến cái chuyện là cái người không có tên mình kiếm là còn khó khăn hơn. Cái này chỉ mang tính là cầu may thôi. Cầu may là những người trong gia đình có nghe được cái câu chuyện này nó trùng khớp thì người ta lên tiếng thôi, chứ còn hàng xóm thì người ta không có biết được. À đó, ví dụ như là cái người có tên tuổi đó thì có thể hàng xóm người ta nghe, người ta biết được rồi người ta báo tin cho mình, nhưng mà cái trường hợp này thì chỉ có những người trong cuộc thì mới có thể biết thôi, cho nên là còn tùy thuộc vào cái duyên đó. Và em thì em cũng có một tấm hình của bố em, không phải là từ lúc bố em ra quân mà em có tấm hình của bố em lúc khoảng bố em khoảng 44 45 tuổi, nhưng mà cái khổ mặt của bố em nó vẫn giống như ngày xưa, chỉ có bố dạ bố em già hơn một chút thôi. Thì em gửi cho anh thì Rồi. anh đăng lên giúp em với cả anh cái mà ngày xưa chị đăng lên chị tìm bố em ấy. Chị nói như vậy thì bây giờ nếu như mà cái sự may mắn của gia đình nhà em mà chị biết được cái video này thì vâng thì chị chắc là chị sẽ nhớ lại ạ. Tại vì nó cũng Rồi. hơn 20 năm rồi. Thì những Rồi. cái đấy đối với chị thì chắc chắn là nó sẽ sâu sắc thì có thể là chị không thể quên được. Rồi, ok em, thì dựa vào cái tên của bố em á, thì người trong cuộc sẽ nhận diện ra liền em ha. Vâng, thì em gửi hình của bố em lên cho anh. Rồi, ok em nha. Con cũng xin nhờ cộng đồng mạng chia sẻ giúp giúp em cái video này. Nếu như mà ai tìm được giúp em, chị em thì gia đình em sớm được đoàn tụ thì em xin hậu tạ các cô bác 10 triệu ạ. Vâng Rồi, ạ. ok em. Rồi vậy có ai báo gì anh cho em hay nha. Vâng Rồi ạ. Vâng. rồi rồi vậy chào em nha. Vâng ạ, em chào anh ạ. Dạ, rồi cô tên gì cô ạ? Dạ tôi là Nguyễn Thị Kim Dung, là cậu là mợ của cháu mà tôi đang tìm. À, rồi cô Dung tìm cháu ha. Tôi tìm cháu, Dạ. dạ. Rồi cháu của cô tên gì? Cháu của tôi nó tên là Đoàn Thị Liên, nó sinh năm số 3, khi mà nó lạc hồi năm 75 á, là nó lúc đó là nó 12 tuổi. Dạ. Nhà Rồi. ở trại khu Dư Binh, dạ. Nhà ở trại khu Dư Binh ở Củ Chi á. Dạ. Nó là 30 lính mà, vâng, rồi nó sư đoàn là 25.
coi như là nhà nó ở gần cái nhà của cái ông Nguyễn Văn Mão á và cô Ba Lợi ở trong Củ Chi đó. À, rồi còn cái chỗ mà còn bà nội ấy, tên là bà Ngự, và tên bà Ngự, rồi cha nó tên là Đoàn Ngự, rồi đi lính chết năm 65, rồi mẹ nó là Trương Thị Hoạt, rồi chết năm 73 ở bệnh viện Thủ Đức, và anh của nó là Đoàn Bích, anh trai của con bé Liên á, và em trai của bé Liên á là Đoàn Văn Hiệp. Còn quê quán là Duy, thị trấn Nam Phước, quận Duy Xuyên. Đó. Tôi là cậu mợ. Vậy thưa cô, Ở sao? hồi đó là cô Liên thất lạc nhau trong cái tình huống như thế nào, cô kể cho con nghe. Khi giải phóng năm 75, khi giải phóng là coi như lẫn loạn, lúc đó là khu dân binh người ta chạy trốn loạn hết, là không biết, coi như là thằng Bích, Bích là anh của nó, là kiếm, là coi như lúc đó là kiếm em ra nữa, lúc đó là lộn xộn rồi, là mất, lúc đó là mất luôn đó, là bà nội, cuối cùng là bà nội. Bà nội là dắt khỏi hai đứa về quê. Hiện bây giờ là nó về quê, thằng anh và đứa em, anh Bích của nó là đi là ở trong quê á, với lại đứa em ở trong quê luôn. Bây giờ tôi ở ngoài này, nên là tôi cậu mà bây giờ, hồi xưa á, là ông chồng tôi là ông còn trẻ, là ông không có bằng con bé Liên đó, nhưng mà chữ ông nhớ ông cũng già rồi, ông bị tai biến, nên là ông cũng muốn gặp cháu nữa đó. Vậy thưa cô Với là là anh với là anh được em. Dạ, thưa cô cho con hỏi lại là cái khu gia binh đó là thuộc thuộc địa phương nào? À, có như là của huyện Củ Chi đó, À, lúc thất lạc huyện là Củ ở ở Chi, Củ Chi. ở khu gia binh Củ Chi đó nha. Rồi sư đoàn của bán là mới là sư đoàn 25. Lúc đó là loạn lạc rồi, chạy loạn rồi Loạn thất lạc luôn. lạc, dạ, trước đó là loạn lạc Củ Chi rồi, nhưng mà nói cho đi, mình phải gì tôi phải À, thì Dung nói hết đi chứ còn tôi thối vô là là nghe không có công được rồi sao Thì cô trình Từ bày xong rồi, cái cô kế bên mà có muốn bổ sung cái gì thì nói lớn lên. từ chị nói chung là tôi không biết ăn nói. tôi là người hàng xóm mà các cô Dung đi á, là cô hàng xóm nhưng mà cô không có Zalo, cho nên là tôi là người coi như là theo dõi cái kênh của Tấn Quỷ quá lâu rồi, mà tôi mê rồi. Cho nên là tôi nghe cô này là cũng có người cháu là thất lạc, với là anh em ở trong quê là rất là mơ ước tìm lại người chị, mà cứ ra đây cứ hỏi miết, mà tôi thấy tội quá, cho nên là tôi thấy thôi để tôi kết nối Tấn Vĩ để mà nhờ Tấn Vĩ lan tỏa giùm, với lại là để tìm lại người chị của mấy đứa em, để tội tìm miết, mà ông cậu bà mợ ở đây cũng cứ tha thiết để muốn tìm lại đứa em thất lạc ở năm 75. Cho nên tôi là người, cô là người hàng xóm, nhưng mà tôi là mê cái cây của Tấn Vĩ, cho nên là tôi cứ theo dõi biết, cho nên là ngày hôm nay là tôi kết nối được với Tấn Vĩ, tụi mừng ghê lắm, để thôi ngủ không được luôn. Mừng lắm, để mà tìm lại người thân để tội, vì ông cậu ruột ông rất là thương cháu mà bây giờ ông bị tai biến, cho nên là ông cứ tha thiết miết với lại mấy đứa em đang quê nữa. Cho nên ngày hôm nay là tôi kết nối Tấn Vĩ, tôi rất mừng, và tôi cũng nhờ Tấn Vĩ là lan tỏa giùm với cộng đồng để mà tìm được cái người chị đó cho cái gia đình. Với lại là gia đình cũng khó khăn, cho nên cũng xin, nếu mà ai mà tìm được cũng xin là hậu tạ 10 triệu. Với cái sự khó khăn đình này thôi, nói mình nhờ Tấn Vĩ coi như là lan tỏa, với là nhờ cộng đồng giúp lan tỏa giùm, nếu ai biết cái tin cô Liên đó thì nhờ là để mà mình biết, nếu mình kết nối, mà bây giờ nói với Tấn Vĩ thế này, nếu mà được cái tin á mà kết nối lại thì với cái số điện thoại của mình, nhưng mà trong cái Zalo của mình, nhưng mà trong khi đó nếu như mình không có ở đây thì mình nói cái số điện thoại của cô Dung không có được không Tấn Vĩ? Dạ được, hồi nữa đó là cô nhắn cái số điện thoại của cô Dung vô đây cho con nha cô nha. Ha, cô Dung là được điện thoại số gì? Rồi rồi cảm ơn cô nhiều. Rồi bây giờ phiền cô Dung đó là đọc lại cho con những người thân của cô Liên á, của chị Liên á. Coi như là cháu nó tên là Đoàn Thị Liên, sinh năm 1963, khi lạc là nó 12 tuổi, lạc là lúc đó năm 75 đó. Nhà nó ở là khu gia binh của huyện Củ Chi, sư đoàn 25 đó. Và nhà nó ở gần là ông Nguyễn Văn Mão, nó ở gần nhà ông Nguyễn Văn Mão và bà cô Ba Lợi đó, đó. Rồi còn bà nội tên là bà Ngự,
Còn cha của nó tên là ông Đoàn Ngự và mẹ là Trương Thị Hoạch. Trương Thị Hoạch chết năm 73 ở Bệnh viện Thủ Đức. Và ông anh á, anh của Liên á, là Đoàn Văn Bích và em trai á, là Đoàn Văn Hiệp, quê quán là thị trấn Nam Phước, quận Duy Xuyên. Đó, Rồi, còn rồi. tôi là còn tôi là cậu mợ là cậu cậu 10. Cậu 10 là Trương Văn Tâm. Đó. Dạ, mợ là Nguyễn Thị Kim Dung. Rồi chỗ ở tôi là 30 trên 9 Hải Phòng. À ô, trời sao rồi. 30 trên 9 đường Mẹ Hiền, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Vậy Rồi anh nhớ thì cái chỗ em mở mở 10 là bây giờ ở Đà Nẵng hả? à, mợ mợ đang ở Đà Nẵng, tôi ở phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê. Nhà 30 Rồi. trên 9 đường Mẹ Hiền. Rồi, con nắm được cái thông tin cơ bản rồi, là hồi lần đó là thất lạc ở trong Củ Chi. Em thực ở phòng Củ Chi đúng rồi, tại khu gia bệnh đó. Rồi, rồi con nhớ rồi. Rồi thì con sẽ truyền tải câu chuyện, rồi có ai báo gì con cho hai cô hay nha. Rồi, rồi cô Dung chút xíu nữa nhắn cái số qua đây giùm con nha. Rồi rồi cái số điện thoại rồi chờ tôi bấm cái hào nhắn qua Zalo để tôi nhắn cho bà. Rồi cảm ơn. À, được cảm ơn Tuấn Vĩ nhiều Rồi, nghe. Tôi không biết con chào hai cô. Rồi, cảm ơn Rồi, rồi cảm ơn Tuấn Vĩ rất là nhiều luôn. Chúc sức khỏe hai cô nha. Cảm ơn Tuấn Vĩ. Rồi, bye Chúc gia đình Tấn Vĩ cũng như là hai vợ chồng cùng các con của Tấn Vĩ mạnh khỏe, vui vẻ, bye. bình an vô sự. Rồi. Làm cái chương trình này rất là hay luôn. Bữa nào Chào có Tấn Vĩ. bữa nào kiếm được cái mình gặp nhau một bữa nha cô nha. Cô thật Cái này quá quý cũng luôn, cô để giống như trong mơ luôn á. Rồi, chào Cảm hai ơn. cô. Rồi, chào Tấn Vĩ. Chào. Dạ.